Rồi hello chào anh em nha. Giờ mình chào anh em, mình chào anh ở chiều này mình gỡ đi nè. Giờ mình gỡ con vàng đây với con cái này. Giờ mình sẽ chạy chạy cháu với đầu heo rồi. Đó, chào anh nha anh em. Anh con máng này. Anh dúa bay này. Anh heo bay này. Yeah. Anh chiều nay mình sẽ gửi đợt này, đợt vàng, 4 chân vàng, cái này, cái giờ anh đây, chắc anh chiều gửi, và hai con này, còn lại mấy em này, cái này em cái này, với em cái này, với em cái này nữa. Kiếm rồi nè. Anh cứ mang rồi đó. Còn lại mấy em đây anh em thích thì liên hệ. Chúc mình còn những em nào mình quay review kỹ để cho anh em xem. Cho em nhìn cho nó dở. Rồi hello chào anh em nha. Bây giờ tối nay mình sẽ gửi em đen này, em đực đen 4 chân trứng này, đực đen. Thì kiếm với em cái nhỏ kia. Em đây. Em cái. Em cái. Đây, em cái nhỏ đây. Em cái nhỏ đây là đi cho khách hai em đây chặt. Đây là em. Em nó nhảy cái tăng tăng em nó nhỏ mà lanh. Ish. Nhỏ nhưng mà lanh. Giật thì to hơn. Đó, hai em này gọi đó sao đó. Còn mấy này là còn con số 1, giờ em cá cho con 2. Thì mấy con đen này. Bà nhỏ thì bà nhỏ bà đuổi ra đỡ cho hai con đi ăn trước. Vô đi. Rồi sao vậy? Đó, ăn nha. Đúng không? Ủa, mấy bà đây không chút cái đều vô đây anh ạ. Đây. Đó, anh rất là mạnh nha anh em, anh khỉ, anh tôm không, em đúng rồi. Chào anh với anh. Anh đúng anh không? Mà đây anh dữ lắm. Quá, con đây sâu chú ý đây anh ạ. Đợi hai này anh chưa? Đấy, anh đấy, anh. Gớm ăn cơm không, cơm cho ăn cơm không, ăn gớm, ăn cơm chút canh nha anh em. Này là vợ anh làm cho anh chọn cái cơm chút canh là ăn âm à. Ăn gớm ăn. Thôi cho ăn nhiều đây chút nữa cho mấy cái ăn sâu thêm. Cho ăn gỡ đi trước à. Ăn gớm ăn. À, đây em số 2 này sẽ kiếm này. Em số 2. Em này em số 1. À, còn em cái này. Em cái sẽ kiếm dọc lưng dài này với em sẽ một móc này. Cái. Em cái đen cùng ba em cái với hai em đây nữa là năm hai dợn. Hai dợn với còn đem con ba con đen hai dợn đây còn năm con đây nha anh em. Đó. Mình gửi hai con này đi là còn năm con. Giờ mình chuẩn bị giỏ mình gửi đi. Anh em thích thì bắt mấy em này. Đó, hai em dọn nè. Như đây là em đen móc. Em đen móc đây. Đen móc. Móc. Đây em đen. Đen khui luôn. Như em đen này. Ủa, đen này nè. Anh nhảy quá, giỡn quá, giỡn quá. Lắc xét quá. Giờ mình chuẩn bị dọn, gọi hai em đi. Rồi. Giờ mình đeo mình bỏ thun mình gỡ nha anh em. Đây con cái đen này, cái em đây là em cái. Đây là lựu đen. Còn đực này là đen đực á. Đúng. Có con đực đi hả?
được. Đeo gió đeo cái rối đeo ấp lại. Bây giờ mình ấp lại nữa để cho khách. Mấy hôm nay là đi xuống miền Tây này. Đây xong nước. Đấy, đi ừ. Rồi mình chuẩn bị mình chiên dơ mình lên cột xong mình đem lên mình chiên mình gửi. Đó, chào tạm biệt anh em nào cứ thích mua thì cứ liên hệ.